Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi đây là dây đai an toàn, dây đai an toàn của dòng xe Mitsubishi Triton và dòng xe Vario Sport. Dây đai an toàn thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, anh em chúng ta chạy xe trên đường thì cái dây đai an toàn là một trong những bộ phận không thể thiếu của một con xe. Bởi vì khi chúng ta chạy với tốc độ rất là cao thì cái con xe nó yêu cầu cái yêu cầu về cái vấn đề an toàn rất là lớn, để đảm bảo người ngồi trong xe cũng an toàn tốt nhất. Thì khi mà chúng ta xảy ra đâm va thì dựa trên cái hộp điều khiển thì nó sẽ, các dây đai an toàn này nó sẽ rít, dựa cảm biến cái lực khi mà chúng ta đẩy về phía trước ấy, chúng ta văng ra khỏi ghế, thì cái dây này có vai trò nó giữ người chúng ta lại để chúng ta có thể, để anh em chúng ta có thể để xe nó có, các bạn có thể giữ người để ổn định chân ghế, để các bạn có để đảm bảo rằng là an toàn người ngồi trong xe, tránh những chấn thương. Một là nếu các bạn không thắt dây an toàn, các bạn sẽ văng, với độ văng xe có thể bay ra khỏi xe, có thể văng bay ra ngoài, rơi ra khỏi xe. Thì rất nhiều những cái tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra khi mà anh em đã có những bài học, khi mà các bạn đã quên, anh em đi xe mà quên thắt dây đai an toàn rồi. Đấy. Thì nếu như các bạn mà chạy đi một cách bình thường, các bạn nhìn này, mình kéo rất nhẹ nhàng cái này, kéo được nhá. Nhưng nếu như kéo một cách giật nhanh thì nó sẽ kéo này kéo nhanh. Tức là cái lực va chạm chúng ta nó đẩy người đi nhanh thì nó sẽ tự động nó thít chúng ta lại, thít chúng ta lại, giữ chúng ta ổn định trên ghế. Đấy về nguyên lý hoạt động của dây đai an toàn nó vậy, để đảm bảo là chúng ta không bị văng ra khỏi xe và tránh những va chạm đáng tiếc có thể xảy ra. Đấy thì trong trường hợp khi mà chúng ta lưu thông xe, chạy xe trên đường mà khi mà chúng ta dây đai an toàn này bị kích hoạt, tức là đâm va và dẫn đến là dây đai an toàn đã kích hoạt, thì lúc đó là bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo an toàn cho lần tiếp theo khi mà chúng ta chạy xe trên đường. Đấy, thì phụ tùng Mitsubishi An Việt thì chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi chuyên nhập khẩu tất cả các dòng xe. Đấy, thì anh em trong quá trình khi các bạn lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường mà do đâm va quệt thì dẫn đến nó bị gãy vỡ mất cái dây an toàn này, và lúc đó bắt buộc các bạn thay thế. Thì các bạn anh em khi mà có nhu cầu cần phải thay thế tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng mitsubishi.vn, hoặc anh em có thể kết nối qua số Zalo của đội ngũ kinh doanh chúng tôi. Đấy thì đội ngũ kinh doanh chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá chi tiết cho tất cả các bạn để làm sao chúng ta có con xe vận hành tốt, chạy tốt mà chi phí các bạn về bảo trì, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng nó không quá đắt đỏ. Đấy thì rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng Mitsubishi An Việt.